Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bản tin ngày hôm nay ngày 5 tháng 4 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hộ nghèo tại 4 thành phố lớn sẽ được hỗ trợ đầu thu số trước ngày 15 tháng 5 năm 2016. Đẩy nhanh 4G nhưng không thể tắt ngay 2G. Google cung cấp máy tính và Internet miễn phí cho người dân Cuba. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm ngừng phát sóng chính thức truyền hình tương tự mặt đất tại 4 tỉnh thành phố lớn bao gồm là Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ vừa được Ban Chỉ đạo Số hóa Truyền hình Việt Nam thống nhất quyết định là ngày 15 tháng 8 năm 2016. Để đảm bảo tiến độ thì đại diện Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích, đơn vị đầu tư xây dựng đề án hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho biết, việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số DVB-T2 cho các hộ nghèo, cận nghèo tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ sẽ hoàn tất trước ngày 15 tháng 5 năm 2016. Thời gian qua, quỹ đã thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn các đơn vị phân phối lắp đặt đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến thời điểm hiện tại đã lựa chọn được các doanh nghiệp phân phối lắp đặt đầu thu truyền hình số, đó là VNPT Technology, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC và TK Pro. Quỹ cũng đã ký xong với các nhà thầu, đồng thời cũng đã tiến hành làm việc sơ bộ với các sở thông tin và truyền thông tỉnh, thành phố, đảm bảo hoàn tất công tác hỗ trợ đầu thu trước ngày 15 tháng 5 năm 2016. Việt Nam tăng trưởng về mua sắm di động thứ 3 trong khu vực. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý từ kết quả của cuộc khảo sát mua sắm di động do Mastercard thực hiện, dựa trên cuộc phỏng vấn diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2015, với sự tham gia của 8.500 người trong độ tuổi từ 18 đến 64 tại 14 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Kết quả cho thấy, cứ 10 người Việt Nam thì có khoảng 5 người sử dụng điện thoại thông minh để mua sắm, đạt mức tăng trưởng 16,8%. Đây là tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cụ thể, những mặt hàng mà người Việt Nam mua qua điện thoại nhiều nhất bao gồm quần áo, phụ kiện thời trang chiếm 32%, quà tặng đồ chơi chiếm 24,9% và các ứng dụng di động chiếm 21,8%. Tiếp tục chương trình là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Sách điện tử Alezaa vừa cho ra mắt phiên bản sách điện tử dành cho trình duyệt web có tên là Alezaa Cloud Reader tại địa chỉ read.alezaa.com. Phiên bản website được thiết kế với phông chữ, cỡ chữ, khoảng cách, hình ảnh có tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra, người dùng còn được xem video trực tiếp và có thể căn chỉnh ánh sáng, chế độ đọc. Sắp tới, Alezaa sẽ hợp tác với trình duyệt di động Zalo. Nhờ đó, người dùng Zalo sẽ có cơ hội truy cập và đọc những nội dung độc quyền và bộ sách hay từ Alezaa mà không phải trả phí. Hôm nay ngày 5 tháng 4, showroom đầu tiên của thương hiệu Indian Motorcycle và Victory tại thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động. Indian Motorcycle được thành lập vào năm 1901, là thương hiệu xe máy lâu đời nhất nước Mỹ. Sự có mặt của Indian Motorcycle và Victory dự đoán sẽ góp phần khiến thị trường mô tô Việt Nam thêm sôi động. Theo thống kê, hầu hết các thương hiệu lớn như KTM, Kawasaki, Harley-Davidson, Ducati đều có mức tăng trưởng dương ngay sau năm đầu tiên kinh doanh ở Việt Nam. Tiếp sau những quan điểm phản đối đề xuất tắt sóng 2G, Hiệp hội Vận tải Việt Nam còn có kiến nghị bằng văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về vấn đề này. Trao đổi với VTC, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định 4G là một xu thế tất yếu và đáp ứng được nhu cầu dữ liệu đang được Việt Nam đẩy nhanh thực hiện. Song điều đó không có nghĩa là sẽ sớm tắt ngay công nghệ 2G cũng như lo ngại của một bộ phận người dùng trong thời gian qua. Tính đến hết tháng 2 năm 2016, thuê bao di động 3G trong nước đạt 37.922.697 thuê bao. Trong khi đó, thuê bao 2G đạt 83.345.362 thuê bao, tương đương 70% người sử dụng. Trước cái kiến nghị của Hiệp hội Vận tải thì chúng tôi cũng là sẽ giao cho các cơ quan chức năng căn cứ vào cái xu thế phát triển chung trên thế giới để đưa ra một cái lộ trình hợp lý để chúng ta có thể khai thác ngày càng hiệu quả hơn cái nguồn tài nguyên mà hiện nay đang dành cho phát triển 2G. Trên thực tế, với sự tiến hóa của công nghệ lên 3G, 4G rồi tiếp là 5G, lượng thuê bao 2G đang ngày một giảm. Nhằm giải quyết vấn đề tần số cạn kiệt, giải phóng băng tần cho các công nghệ hiện đại hơn, gần đây một số quốc gia cũng đã bắt đầu công bố lộ trình tắt sóng mạng 2G như Singapore vào tháng 4 năm 2017. Telstra tại Úc thông báo cắt mạng GSM-2G từ tháng 12 năm 2016. Trong khi đó, một số quốc gia như Hàn Quốc vẫn duy trì mạng này để đáp ứng nhu cầu cho người dùng, chỉ có nhu cầu sử dụng thoại và nhắn tin, dịch vụ thông tin M2M. Chúng tôi từ năm 2011 đã bắt đầu triển khai LTE với ý niệm hoàn toàn mới về trải nghiệm di động cho người dùng. Với các dịch vụ hoàn toàn mới, hiện 70% dân số đã dùng 4G. Song việc tắt 2G, chúng tôi chỉ dự tính đến giảm dần khi mà số lượng dùng 2G trở về con số nhỏ. Ví dụ như nhà mạng KT, khi lượng người dùng 2G giảm đáng kể thì họ đã tắt 2G vào năm 2013. Cái thông tin liên lạc người với người thì có xu hướng giảm. Tuy nhiên, cái xu hướng là thông tin giữa máy với máy M2M thì lại gia tăng với cái sự bùng nổ của IoT, Internet vạn vật trong thời gian tới. Cho nên dự báo cái nhu cầu thông tin liên lạc trên cái mạng 2G thì rất khó nói vào thời điểm này. Cái này thì cũng cần có những cái nghiên cứu và đánh giá kỹ hơn để có thể đưa ra một cái quyết định về cái lộ trình tắt 2G hay là không tắt 2G hợp lý nhất, trên cơ sở là vẫn là đảm bảo khai thác một cách có hiệu quả nhất cái băng tần đương dành cho phát triển 2G. Song đó, các đề nghị tắt 2G đến thời điểm này vẫn chưa phải là một văn bản chính thức, nên Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng người dùng không nên quá lo lắng. Còn theo nhiều ý kiến chuyên gia, các quốc gia phát triển mạnh như Hàn Quốc, Úc, Singapore hoặc chưa hoặc mới chỉ tắt một phần 2G theo nhu cầu thực tế của nhà mạng, thì Việt Nam khi mới vừa nhập cuộc 4G vẫn còn tới quá đông người dùng 2G, thì việc tắt sóng này vẫn phải chờ 5, 10 năm nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.